Xin chào mọi người. Trong video này, tôi muốn cung cấp cho bạn một chút thông tin về một loại virus đang lưu hành. Virus được gọi là COVID-19, cũng được biết đến một cái tên nữa là virus corona. Và nó đang càn quét Burlington, Vermont, nước ta và cả thế giới nữa. Đây là một loại virus đó mà bạn không thể nhìn thấy. Virus có thể mất tới 14 ngày xâm nhập vào cơ thể của bạn rồi bạn mới bị bệnh. Bạn có thể lây lan và nó mà không biết rằng bạn bị bệnh. Chúng ta cần làm chặn cái virus này bằng cách đó. Chúng ta cần làm những cái phương pháp bằng cách là rửa tay, không chạm vào mặt, miệng, mũi. Virus làm cho người già bị bệnh nặng và những người đã đang và mắc những chứng bệnh nào khác đó thì sẽ mắc bệnh nghĩa là dễ hơn. Các bệnh viện rất là bận rộn vì họ tiếp nhận nhiều cái ca như vậy và họ sẽ còn bận nhiều hơn nữa. Biện pháp phòng ngừa là chúng ta phải rửa tay. Trẻ nhỏ cần phải được khuyến khích rửa tay nếu mà họ về nhà từ ở bên ngoài. Rửa tay nếu họ rửa tay cho thật là khoảng 20 giây. Rửa tay khi bạn trở về từ cửa hàng tạp hóa, đừng chạm vào mũi và mắt và miệng của bạn. Virus sẽ xâm nhập vào cơ thể của bạn thông qua mắt, mũi và miệng của bạn. Nếu bạn bị bệnh, làm ơn ở nhà, không đi làm, đừng đến cửa hàng tạp hóa và cũng đừng đi thăm bạn bè. Các bệnh viện sẽ đầy đủ chỗ để không cho phép hạn chế được cái sự lây lan này. Dưới đây là những triệu chứng khiến bạn lo lắng, bạn phải lo lắng và bạn phải đi bác sĩ, đó là sốt, ho, nhức đầu, khó thở. Nếu bạn bị sốt, ho hoặc khó thở thì làm ơn trực tiếp đi tìm sự giúp đỡ liền lập tức, giữ bình tĩnh nhưng cũng có trách nhiệm và an toàn. Nếu tất cả chúng ta làm phần của chúng ta thì chúng ta sẽ được an toàn và khỏe mạnh. Bình an cho tất cả anh chị em. Xin chào.